hoạt vật chương thứ 207 Phi thiên quỷ lạc vào núi vạn hoa Thạch thành thụy ở rể nhà nhân ma Vị võ sinh công tử mới đó chính là rể của nhân ma Quế lâm tiểu phu vương cửu phong Người này họ thạch Tên là Thành Thụy, ngoại hiệu là Phi Thiên Quỷ, nguyên quán là người Trấn Giang, cũng là một trong 36 người bạn kết nghĩa ở Ngọc Sơn Người này học võ nghệ rất cao, trường quyền đoản kiếm đao thương côn bổng, tất cả đều tinh thông. Lại giành thuật phi thiểm tổng bích, bẩm sinh có tính thích du sơn ngoạn thủy. Ở đâu nghe đồn có danh sơn thắng cảnh, không chính mắt trông thấy thì lòng không yên. Ngày kia anh ta quẩy túi lương khô đi dạo núi, nhìn thấy núi liền núi đổi tiếp đổi, kéo dài không biết cơ man nào mà kể. Thạch Thành Thụy nghĩ, phải tìm xem là cái dãy núi này bắt nguồn từ đâu. Dùng thuật phi hành thì dòng dã hơn 10 ngày vẫn còn kẹt lại ở trong núi. Ngọn cao dòm xuống ngọn thấp, đỉnh trước tiếp nối đỉnh sau. Bao nhiêu lương khô màng thèo đã sử dụng hết mà vẫn chưa thấy cửa núi để ra. Không còn lương khô, đành phải ăn trái cây dễ củ trong núi cho đỡ lòng. Đi được mấy ngày, Cảm thấy thân thể mỏi nhừ, như sắp nhốm bệnh. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm, không xong rồi đó. Nếu mà mắc bệnh, không đi về được thì phải chết ở trong núi này. Thì làm oan quỷ tha hương. Cô hồn xứ lạ, thi thể bị cọc thà sói xé. Thế thảm biết bao. Nghĩ xong buồn quá, đi không muốn nổi nữa. Trước mặt một đường khe nước chảy dốc rách tròng vèo. Thạch Thành Thụy bỏ xuống uống ngụm nước, Ben cảm thấy chẳng những hết khát mà tinh thần thêm sảng khoái. Lại men về phía trước, thấy rất nhiều cây ăn trái, những trái ở trên cây hình dáng như quả táo. Thạch Thành Thụy hái xuống nắm thử, mùi vị quả quá là thơm ngon, nhất là cảm thấy cơ thể bệnh giảm đi quá nửa. Trong lòng Thạch Thành Thụy thầm mừng, lạ thế ra, không biết là cái gì ở chốn này hả? Lại đi đến trước, thấy cây ăn quả mỗi lúc một nhiều, trái lê trên cây lớn bằng cái bát, trái táo cũng lớn như thế. Thạch Thành Thụy nghĩ, trái cây này của nhà ai vậy kìa? Còn đương quan sát thì thấy ở đằng kia có một người con gái, tay cầm giỏ hoa đang đi hái táo. Cô gái này mười phần đẹp đẽ, quần áo rất sang trọng, Thạch Thành Thụy nấp sau gốc cây, theo dõi một hồi lâu, thấy cô gái hái một số quả trên cây bỏ vào trong giỏ, nhưng giỏ không có vẻ đầy. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm, lạ thiệt á, giỏ hoa nhỏ như thế mà sao đựng được nhiều quả vậy? Còn đương ngạc nhiên thì bỗng cô gái quay đầu lại nhìn thấy kêu lên, "Trời ơi, sao lại có kẻ phàm phu đến giỏm lén ở đây?" Thạch Thành Thụy ngạc nhiên trước kịp đáp, thì cô gái lấy tay vẫy một cái. Thạch Thành Thụy cảm thấy mơ mơ hồ hồ đi. Theo sau cô gái đến một tràng viện. Vào trong nhà, cô gái phất tay một cái. Thạch Thành Thụy mới sáng suốt trở lại. Chàng nhận thấy mình đang ở trong một ngôi nhà vàng ngọc sáng choang, vật dụng bài trí toàn những thứ đắt tiền thế gian ít có. Và ngồi trước mặt mình là một cô gái đẹp như hoa tựa ngọc. Thạch Thành Thụy nói, ôi chào, đây là ở đâu thế? Cô gái đáp, đây là Ngọc Phủ Cung Khuyết, kẻ phàm phu tục tử không thể đến được. Thực ra, nơi đây chính thuộc núi Vạn Hoa, tên là Ẩn Ma ở trong Bát Ma. Chỉ có nhân ma Quế Lâm Tiểu Phu Vương Cửu Phong là có gia đình và có một đứa con gái. Cô gái này tên là Ngân Bình Tiểu Thư, rất tình thông pháp thuật, Nơi đây chính là nhà của Vương Cửu Vong, và cô gái này là Ngân Bình Tiểu Thơ. Cô gái hỏi Thạch Thành Thụy, Xin hỏi tôn tánh của ông là chi? Dạ, tôi là Thạch Thành Thụy, đi du sơn ngoạn cảnh lạc đến chỗ này. Đây là trốn thiên đường hay là ở nhân gian ạ? À? Đây là Ngọc Phủ Cung Khuyết, phụ thân tôi là Ma Sư Gia. Đang nói tới đó thì ở bên ngoài có tiếng bước chân và có tiếng hỏi... Con ơi, con có ở trong nhà không? Ngân Bình tiểu thơ nói, cha ơi, cha hãy vào đây. Thạch Thành Thụy nhìn ra, thấy từ bên ngoài bước vào một ông già, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng thẫm. Mình mặc áo choàng tiêu diêu màu vàng nhạt, vớ trắng vân hài, mặt như phủ ngọc, tóc như tuyết ba đông, dâu và tóc mai như sườn tháng 9, đầy vẻ tiền phòng đạo cốt người mới đến chính là Quế Lâm tiểu phu Vương Cửu Phong, vừa bước vào trong nhà thấy Thạch Thành Thụy, Vương Cửu Phong hỏi Ngân Bình: "Con ơi, người này là ai vậy?" "Dạ, hồi nãy con vào núi tiên hái trái cây thì con thấy anh ta đang ở trong đó, con mới đưa về đây ạ." "Thế thì được rồi, quý tính của tôn giả là gì?" Thạch Thành Thụy nói tên họ mình, Vương Cửu Phong nói: Mời tôn giá cùng tôi đi ra phía trước nói chuyện. Thạch Thành Thụy mới theo ra thư phòng ở phía trước ngồi xuống. Vương cửu phòng hỏi, tôn giá là người ở đâu? Tại sao lại đến chỗ này? Dạ, tôi là người dân ở phủ Trấn Giang ạ. Nhân vì dạo núi nên là đi lạc đến chỗ này. Địa phương này tên là Chi ạ? Đây là núi Vạn Hoa, chỗ tôi ở kêu là Ẩn Ma Thôn. Ở phía bắc của tòa núi này là núi Ẩn Ma, có thứ trái cây. Mỗi một ngàn năm mới hái một lần tôi ở đây giữ núi công việc này trước kia là do đồ đệ tôi trông coi bây giờ nó không có ở đây thứ trái này nếu phàm phu tục tử ăn một trái thì có thể no được một tháng ăn lâu là có thể bỏ được thức ăn đun nấu người có bệnh ăn vào thì có thể tiêu trừ được bách bệnh đây À phải rồi tôi mấy bước uh, mấy bữa trước đi dạo núi không có thức ăn bao nhiêu lương khô đèm theo đều dùng hết ăn cả đến dễ tùng hết mấy ngày cảm thấy phát bệnh vừa rồi ăn được một trái cây thì cảm thấy một trái cảm thấy quá thơm ngon tinh thần sảng khoái trược uh, khí tiêu mất xin chưa được lãnh giáo lão trược uh, xưng họ là chi ạ tôi họ vương tên kép là cửu phong người ta gọi tôi là quế lâm tiểu phu ở địa phương của tôi kẻ phàm phu tục tử không dễ gì đến được trong nhà tôn giá có được bao nhiêu người dạ ở nhà tôi thì có mẹ già và cô vợ mọn ạ vương cửu phong gật đầu nói thế thì càng hay Người đã đến đây đúng là có một đoạn tục duyên với con gái ta người không phải đi đâu nữa tả gả gá con gái tả cho người là được rồi Xưa nay vườn cửu phong chỉ có một bộ con gái Cưng như trầu ngọc ở trên tay Nhắm trên cao thì không thành Cúi xuống thấp thì không chịu Cả cho hạng phàm phu tục tử Thì ông ta lại không đồng ý Đối với gia đình làm quan to Thì người ta không chịu kết thân Vì ông ta là yêu mà ngoại đạo Hứa gà cho thần tiên Thì thần tiên lại không muốn lấy vợ Vì thế khó tìm được xui ra Cho nên là con gái ông vẫn phòng không chờ đợi Hôm sau, Vương Cửu Phong nói chuyện với Thạch Thành Thụy, thấy chàng ta là một chàng võ sĩ phẩm mạo đoàn chính, cho nên muốn đem con gái gả cho chàng ta. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm, có phải mình nằm mơ chăng? Sao mà có cái chuyện dễ dàng như thế? Muốn đi cũng không biết đường ra, đành phải ưng thuận quả nhiên quế lâm tiểu phu vương cửu phong báo con gái là ngân bình cùng thạch thành thụy lạnh trời đất động phòng hòa trúc và thạch thành thụy bèn ở lại đó ngày tháng trôi xuôi thạch thành thụy bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà trong lòng rất là nhung nhớ vì chàng còn có mẹ già vợ dại làng cũ khó quên Dù không có con mọn để nhớ nghĩ Nhưng rốt cuộc vẫn hướng về quê Muốn về cũng không về được Chưa khỏi khơi động lòng sầu Hiện lên trong đôi mắt Ngân Bình tiểu thơ nhìn thấu nói Quan nhân ơi Vì sao mà anh buồn thế? Ở đây nhất hồ bá ứng, muốn ăn cái gì cũng có cái nấy, mọi việc đều vừa lòng, còn cái chi mà phải buồn lòng ư? ôi ở chỗ chúng ta buồn quá phải tìm vài người bạn thân uống rượu trò chuyện hoặc đàn hoặc hát hoặc bình văn hoặc luận võ trong lòng mới sảng khoái đôi chút còn ở đây ngoài nàng chỉ có ta không có gì để nói cả ố anh muốn cùng bạn bè vui chơi ư cái đó dễ mà bay đâu đi mời biên tiên sinh và trịnh tiên sinh đến đây bọn thủ hạ dạ dân một lát sau từ bên ngoài đi vào hai người, người đi đầu đội khăn tiều diều bốn góc, mặc áo choàng lượn màu lam, vớ trắng vân hải hơn 30 tuổi. Gương mặt trắng sạch rất là nhỏ nhã, người đi sau cũng trang phục như vậy. Mặt màu vàng nhạt, độ hơn 20 tuổi. Hai người vào bên trong ôm quyền nói, xin trình diện với quận mã, Hai chúng tôi muốn sớm đến thỉnh An quận Mã nhưng không dám tự tiện lỗ mãng, sợ e làm quấy dày. Hôm nay mùa quận Mã muốn tiêu khiển, bọn tôi xin đến để bồi tiếp ạ. Thạch Thành Thụy nói, xin mời ngồi, quý danh của hai vị là chi? Người đi đầu nói, tôi họ biên, tự là học văn, còn vị này là họ trịnh, tên chân tự ẩn ngôn hai chúng tôi ở trong nhà ma sư gia coi việc biên chép sổ sách và thư từ vãng lai ạ. Thạch Thành Thụy nói chuyện với hai người ý muốn đánh cờ thì hai người bồi tiếp đánh cờ. Nói chuyện đàn hát thì hai người cũng biết đàn hát. Nói chuyện luyện võ thì hai người bồi tiếp côn quyền. Nói tới thứ nào thì hai người cũng đều biết thứ đó. Qua lại được một tháng, Thạch Thành Thụy lại thấy buồn. Hai người cũng không đến nữa. Ngân Bình Tiểu Thơ nói... Quận mã đừng buồn, anh thích cái gì thì cứ bảo cho biết muốn chúng ta đi đến con đường náo nhiệt, ngựa xe qua lại dập dìu, muốn nghe hát thì nghe hát. Còn chỗ chúng ta thì là đồi núi vắng, trí toàn là cây cối, còn thấy ít bóng người, tới lùi trí có một mình nàng thôi. Ngân Bình phì cười. cười. Cái đó thì dễ thôi, sao ảnh không nói sớm, để em đưa ảnh đi dạo phố nhá. Ở đó cũng có dạp hát, chúng mình cùng đi xem hát nhá. Lập tức hai vợ chồng dắt tay nhau đi tới phía chính của hoa viên Ở đó có ngôi lầu ba gian Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lên lầu mở cửa ra sau xem Thạch Thành Thụy thấy bên ngoài là một con đường dài rất là náo nhiệt Phố xá buồn bán, xe ngựa bộ hành quà lại nhộn nhịp lắm Già trẻ gái trai chèn trúc tới lui Bên phía chính tây có một ngôi nhà Nơi đó chiếng trông rùm trời quá quảng cáo sắp hát tuồng mới thạch thành thụy nhìn thấy trong lòng rất vui nghĩ thầm tà không biết có con đường náo nhiệt như vậy nếu biết thì tà đã đến từ lâu rồi ngân bình nói quận mã anh đi xem hát nhé ở đây kêu bằng gì ở đây gọi là hải thị thận lâu ngước nhìn lên tuồng đang diễn là tứ lang thăm mẹ ở bên trên giường tứ lang vừa dắt con vừa hát U châu nhớ mẹ vấn vương lòng, hạt xong lại diễn tiếp tuồng thu hồ cợt vợ hát. Thu hồ cưỡi ngựa rủi thăm quê, lắc cóc vó câu gõ nhịp kề, yên gấm vững vàng nhìn phía trước. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm, từ xưa đến nay mẹ chồng vợ con đều có đoàn viên, người ta vinh rượu đều trở về nhà, còn ta thì muốn về nhà mà không được. Nghĩ tới đó buồn quá, không muốn nghe hát nữa. Hai vợ chồng trở về nhà. Hôm sau Thạch Thành Thụy nghĩ thầm. Sao mình không tới đường Hải Thị thận lâu để xem thử dò xem còn cách nào nhà mình bao xa. Ta lại có tiền, lén trở về nhà xem thử. Nghĩ rồi bèn lật đật ra hoa viên. Đến bên nhà lầu leo lên tường xem. Thạch Thành Thụy ánh lên một tiếng thất kinh. Hết chương thứ 207. Chương thứ 208, nhớ cố hương, chồng vợ tỏ khúc nôi, điểm rượu pháp đùa cợt bạn đồng sàng. Thạch Thành Thụy muốn đến hải thị thận lâu dạo chơi, bèn bước vào hoa viên, đứng ở trên bờ tường ngó sang. Bên ngoài không có con đường náo nhiệt như bữa trước, mà chỉ có hàng núi hàng đổi núi trống. Thấy rồi giật mình tự nghĩ, cái này lạ thiệt ạ, để mình lên lầu mở cửa sổ xem thử. Bên ngoài cũng là núi hoang đồi vắng, không một bóng người. Thạch Thành Thụy đứng đực một hồi lâu, không có cách nào hơn nữa đành phải trở về phòng. Ngân Bình Tiểu Thư hỏi, quận Mã đi đâu vậy? Tôi muốn lên lầu đến Hải Thị Thận lâu chơi, mà rẻ đâu lại không có. Tôi muốn xem hát như hôm qua. Cái đó không có khó gì, trong nhà chúng ta cũng có diễn tuồng, để em cùng anh đến đó xem. Tôi không tin. Hai người lập tức đi vào hoa viên xem. Bỗng nhiên thấy trường trống rùm trời. Ở đó đang diễn trò. Thạch Thành Thụy xem rồi rốt cục vẫn buồn nhớ nhà. Ngân Bình tiểu thơ chiều chuộng anh ta mọi cách. Thạch Thành Thụy muốn cái gì có cái nấy. Muốn ăn thứ gì đều có thứ đó. Thạch Thành Thụy lại nghĩ. Mình muốn cái gì được cái nấy. Mình phải làm khó nàng ta mới được. Một hôm Thạch Thành Thụy nói. Ta muốn ăn một thứ anh muốn ăn gì nào ngân bình hỏi anh muốn ăn thứ nào cũng đều có sẵn cả ở đây không có đâu thứ đó phải ở chỗ của ta mới có ở chiết giang có một loại cá cháy thịt nó ngon tuyệt mà ở các sông khác không có cái đó dễ thôi ở sông nguyệt nha nơi hoa viên của chúng ta cũng có mà nàng đừng nói chơi chứ thứ đó ở chỗ khác không có đâu không tin Chàng đi cùng với tà giả đó, ta câu lên cho chàng xem thử có phải không? Ừ thì đi. Hai người cùng bước ra hoa viên, Ngân Bình lấy cần câu bóc bồi thả xuống. Không bao lâu, giật lên một con cá. Thạch Thanh Thụy xem đúng là con cá cháy. Trong bụng nghĩ thầm, này, ấy, kẻ cũng lạ thiệt đó, dù có cá đi nữa, mà đại khái ở đây họ không có gừng màu tía Để nấu chung với cá thì thịt nó đâu có ngon Nghĩ rồi bèn nói Nàng ơi, cái thứ cá này ấy là phải có gừng màu tía Nấu chung với thịt nó mới thơm ngon được Nhưng ở đây thì làm gì có thứ đó Có chứ, ở trong bồn hoa nhà ta Có trồng mấy bụi để dành nấu cá cháy đây mà Nói rồi thỏ tay nhổ lên Quá nhiên, nhổ lên một bụi gừng màu tía Thạch Thành Thụy trong lòng không vui, nhưng cũng bảo nhà bếp đem cá đi làm. Quá nhiên, thịt cá rất ngon. Thạch Thành Thụy nói, nàng ơi, tôi nghe Sơn Hải bắt chân có gan rồng, tủy phụng, thai bèo, tay gấu ăn rất ngon. Tôi muốn ăn gan rồng có được không? Được chứ, Ngân Bình đáp, nói rồi lấy bút vẽ lên vách thành hình một con rồng. Thạch Thành Thụy nói, rồng vẽ thì ăn làm sao được? Ngân Bình niệm Chú lâm dâm, lấy tay trí một cái, con rồng sống dậy, nhè nành múa vút như muốn chạy. Ngân bình tiểu thờ bước tới rút kiếm, mổ bụng con rồng lấy ra lá gan, nấu cho Thạch Thành Thụy ăn. Chiều chuộng đú cách, nhưng Thạch Thành Thụy cũng chẳng vui. Ngân bình tiểu thờ hỏi, quận mã, tại sao anh không vui thế? Tôi nói thiệt với nàng, tôi đang nhớ nhà. Trong nhà có bà mẹ già, có một cô vợ mọn. Bây giờ không biết tin tức ra sao, nghe diễn tuồng tứ lang thăm mẹ và thu hồ cợt vợ thấy người ta ra đi còn có ngày về còn tôi thì không thể trở về nghĩ tới nghĩ lui càng thấy phát dầu không biết mẹ già vợ dại đang sống chết ra sao anh muốn đi về nhà để tôi đưa anh đi về có được không thạch thành thụy nghe như vậy mừng quá đỗi nói nếu nàng chịu đưa tôi về nhà tôi về thăm nhà rồi trở lại mới yên tâm được đã như thế thì Ta đưa chàng đi, chàng hãy nhắm mắt lại đi, nhớ đừng mở mắt ra nha, khi nào tai không còn nghe thấy tiếng gió ù ù nữa, hãy mở mắt ra thì chàng về đến nhà. Thế thì được. Nói xong nhắm mắt lại, tức thì bền tai gió lướt vù vù, khi không nghe tiếng gió nữa, mở mắt ra xem thì đã đến thôn trang nhà mình rồi, cách cổng nhà không xa. Thạch Thành Thụy trong lòng vui quá, lật đật đi về phía nhà mình gõ cửa, ở bên trong, cô vợ bước ra mở cửa nhìn thấy nói: "Chàng đã về rồi ư? Ừ, mẫu thân ở nhà nhớ chàng mòn mỏi." Thạch Thành Thụy nhìn thấy người bạn kết tóc của mình, trong lòng không khỏi cảm động hỏi: "Mẹ có khỏe không?" "Dạ khỏe." vợ là Lưu Thị nói thạch thành thụy lập tức bước vào bên trong nhà nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở trong đó không có vẻ gì là già lắm thạch thành thụy bước tới hành lễ nói mẹ ơi mẹ có mạnh khỏe không lão thái thái nhìn thấy nói con ơi con đã về đấy à lưu thị nói quan nhân ơi hơn hai năm nay chẳng đi đâu thế tại sao lại không chịu về nhà cả nhà lo lắng quá đỗi ôi đừng nhắc tới làm chi chuyện dài dòng lắm ta vì nhân thích đi du sơn ngoạn cảnh mới xảy ra cớ sự ta lạc vào trong núi mấy ngày không có thứ gì để ăn lại mắc bệnh tứ chi bái hoại bước đi không nổi ta tưởng mình phải chết ở trong núi rồi không trở về nhà được đó chứ ta gặp rất nhiều cây ăn quả bèn hái xuống một trái ăn đỡ lòng bỗng thấy tinh thần sảng khoái trở lại bỗng gặp một cô gái rồi ta mê đi nàng ấy đưa ta về núi ẩn ma có một vị ma sư già tên là Quế Lâm Tiểu Phu Vương Cửu Phong. Ông ta bảo ta với con gái ông ta có một đoạn lương duyên nên mới đem con gái của ông ta là Tiểu Thư Ngân Bình gả cho ta. Ăn mặc không thiếu thứ chi, muốn gì có nấy, vợ chồng ta rất là thuận thảo. Nàng đối với ta rất mực chiều chuộng Về phần ta Ngày qua tháng lại lúc nào cũng nhớ đến mẹ ta đang mong đợi Và nàng là vợ kết tóc với ta thì làm sao mà ta quên được. Ta muốn về mà không đủ sức. Vợ ta thật là tốt bụng, cô ấy dùng phép thuật đưa ta về đây, mở mắt ra ta thấy cách nhà mình không xa nên ta mới về được tới đây. Vợ chàng hỏi, "Té ra là chàng đã có vợ khác rồi, thế chàng còn muốn trở về nơi đó nữa không?" Ta không muốn trở về nơi đó nữa, còn muốn trở về cũng không về được vì có biết đường xá đâu mà về người ta đối đãi với chàng quá tốt một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm tại sao lại chẳng trở về tả không trở về đó nữa có thiệt là chàng chẳng muốn trở về không chắc chắn mà Vợ chàng nghe nói cười khúc khích, Thạch Thành Thụy dòm lại thì không phải là nhà mình, mà vẫn ở trong nhà Ngân Bình Tiểu Thơ. Mẹ chàng không thấy mà vợ chàng là Lưu Thị cũng không thấy nốt. Những lời nói vừa rồi là của Ngân Bình Tiểu Thơ cả. Thạch Thành Thụy cũng ngạc nhiên vì mình không đi đâu cả. Ngân Bình Tiểu Thơ nói, Ta thiệt là muốn đưa chàng về nhà, sợ chàng về đến nhà rồi thì không chịu trở lên nữa. Nàng trách ta như vậy. Tại muốn thử lòng chàng đó thôi. Nàng ơi, nàng không cần phải thử. Ta thiệt muốn trở về nhà. Về đến nhà rồi ta nghĩ cũng đi lên không được. Thì ta làm sao trở lại được chứ? Nếu mà chàng muốn trở về thì ta sẽ đưa chàng đi để ta dạy chàng một ít pháp thuật nha. Chàng cho ta một chiếc khăn tay. Ta đưa cho chàng một chiếc khăn tay. Chừng nào chàng muốn trở về hoặc có lúc gặp nạn gấp thì chàng mắc khăn lụa này ra nhắm mắt lại hai chân bước tới thì có thể trở về được ngân bình tiểu thư dạy thạch thành thụy luyện cách vận chuyển cước phong ngũ hành nã di đại bàn vận thần hộ chú pháp thuật dạy xong thạch thành thụy muốn đi ngân bình tiểu thư nước mắt ròng ròng nói quận mã ơi ta muốn đưa chàng đi, chàng đừng quên ta, chàng nhé. Nàng ơi, nàng nên bảo trọng vạn an, tả quyết không phải là kẻ tán tậm thiên lương đâu. Chúng ta một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, tả đâu có thể tuyệt tình như vậy được. Chỉ cần ta được về nhà, chừng nào nhớ nàng thì ta sẽ trở về, bây giờ nàng đừng oán trách ta. Dạ, ta đâu oán trách chàng, chàng hãy nhắm mắt lại đi. Thạch Thành Thụy nhắm mắt lại, quả nhiên bền tài gió lướt vù vù, thân mình phảng vất như bay bổng cưỡi trên đám mây. Khi tiếng gió ngừng, Ngân Bình tiểu thơ nói, chàng hãy mở mắt ra đi. Thạch Thành Thụy mở mắt ra, dĩ nhiên là đến địa phận tỉnh Chiết Giang. Ngân Bình tiểu thơ nói, quận mã ơi, ở đây cách nhà không xa lắm, em có thể trở về được rồi. Em xin dặn chàng nhớ kỹ là chiếc khăn lụa đó muôn lần chớ đánh mất đấy nha. Việc vợ chồng chúng ta sum họp hay không là tùy ở lòng anh đó. Nói xong hai vợ chồng nắm tay nhau quyến luyến không rời gần bình tiểu thơ hai mắt lệ nhòa Thạch Thành Thụy nói Nàng ơi nàng đi về nhà với tôi nhá Thôi em không đi đâu em muốn trở về thôi Thạch Thành Thụy cũng không nỡ chia tay, người chứ đâu phải cỏ cây mà đến nỗi vô tình. Chí thân chẳng ai hơn cha mẹ, gần gũi chẳng ai bằng chồng vợ. Thạch Thành Thụy nói, nàng ơi, nàng hãy về đi, tả quyết không phụ nàng là được rồi. Ngân Bình tiểu thơ khóc không ra lời, vợ chồng gạt lệ tử biệt. Thạch Thành Thụy thấy Ngân Bình tiểu thơ đi xa rồi, thở dài một tiếng mới cất bước đi về làm. Về đến thôn trang, thấy nhà nhà đóng cửa im lìm, về đến nhà mình cũng thấy đóng cửa kín mít. Thạch Thành Thụy gõ cửa, một lát sau Lưu Thị đi ra mở cửa, Thạch Thành Thụy gõ cửa. Thạch Thành Thụy ngạc nhiên, thấy Lưu Thị đang mặc áo tang, bèn hỏi, nương tử để tang ai vậy? Dạ, ta để tang mẹ. Nghe nói mẹ đã chết, Thạch Thành Thụy không còn khỏi cảm thấy chùa xót lệ tuồn lá trã. Lưu Thị thấy chồng đã trở về, cũng mừng mừng tủi tủi khóc theo. Vợ chồng kéo nhau vào bên trong cất tiếng khóc giống, khóc than một hồi lâu, Lưu Thị mới hỏi, quan nhân bấy lâu nay đi đâu? Thạch Thành Thụy mới đem việc du sơn ngoạn thủy thuật lại một hồi rồi hỏi, mẹ chết đã bao lâu rồi và đau bệnh gì? Mẹ bệnh giả tái phát, mẹ chết đã được hơn một tháng rồi. Hôm sau, Thạch Thành Thụy đến phần mộ của mẹ cúng tế một hồi, lại khóc giống lên một trận thạch thành thụy ở nhà hơn một tháng mọi việc giải quyết xong xuôi lưu thị mắc bệnh cũng chết thạch thành thụy không còn cách nào hơn là mua một cỗ quan tài làm ma chay và đưa vợ ra huyệt mộ trôn cất vợ xong thạch thành thụy buồn quá trong nhà chẳng còn ai cảm vắng vẻ thêm. Thạch Thành Thụy định lên huyện Ngọc Sơn tìm thăm lại bạn bè, cho bớt sầu muộn. Một hôm Thạch Thành Thụy đến trấn xa Thị, cảm thấy thân thể mệt mỏi quá, tìm một quán trọ nghỉ đỡ. Nào ngờ hôm sau, bệnh càng trầm trọng hơn. Ở khách điếm 4 năm hôm, Thạch Thành Thụy đang buồn bực, bỗng phổ kỳ bước vào nói, Thạch ra, ở bên ngoài có tế điên hòa thượng đến tìm ông Thạch Thành Thụy nghĩ thầm Ta dù chưa gặp vị tế công này Nhưng nghe bạn bè nói Ngài là một vị cao tăng đắc đạo Bèn lật đật bảo phổ kia mời vào Tế điên từ ngoài đi vào Thạch Thành Thụy hỏi Thánh tăng từ đâu tới đây ạ? Ta từ núi Lục Dương đến tìm ngươi nhờ chút việc Hiện Kim Phong Hòa Thượng bị thần thuật sĩ bắt giữ ở tàng chân ổ. Không phải ngươi thì cứu không được ông ta nhưng mà tôi đương bị bệnh ạ. Để ta cho ngươi một viên thuốc. Thạch Thành Thụy uống thuốc xong, lập tức thân thể khỏe mạnh như cũ. Tế Điên chỉ bảo đường đi rõ ràng. Thạch Thành Thụy mới thẳng đến tảng chân ổ cứu Kim phong hỏa thượng. Hết chương thứ 208. Chương thứ 209, Bảo hàn kỳ, mở thả ngộ duyên tăng, đấu tế điên lén ném âm hồn điểu. Nhận lời ủy thác của tế điên, phi thiên quỷ thạch thành thụy lật đật đi đến tàng chân ổ. Chính nhằm lúc thần thuật sĩ hàn kỳ dùng tử mẫu âm hồn điểu bắt trói kim phong hỏa thượng, định kết thúc tính mạng. Thạch thành thụy chạy tới hỏi... Đặng Liên Phương, Hàn Kỳ, hai người phải thả Kim Phong Hòa Thượng thì mọi việc kể như không có gì nhá. Hàn Kỳ dòm lại đúng là rẻ của sư phó mình, nên lật đật hỏi, quận mã đi đâu đấy? Người thả Kim Phong Hòa Thượng ra đi, ông ấy là người quen của ta đó. Hàn Kỳ nghĩ thầm, nẻ mặt sư phó thì không nên mắc tội với Thạch Thành Thụy làm chi, nghĩ rồi bèn nói. Quận mã đã quen với Kim Phong Hòa Thượng thì thôi, tôi vị tình quận mã này thả ông ta ra, có sự quen lớn này cũng đỡ cho ông ta đó. Nói xong thâu hồi tử mẫu âm hồn điều lại Chỉ thấy con kỳ đà bỏ đi một đoạn Rồi hóa thành trận quái phòng bay mất Kim phong hòa thượng bay đi rồi Mã đạo huyền thấy ở lại cũng không ổn Bèn vận trần cước phong chạy theo Bọn giặc thấy vậy vỗ tay cười ầm ĩ Thiệu hòa phòng hỏi Hàn kỳ, vị công tử này là ai? Đây là rẻ của sư phó tôi Thạch Thành Thụy nói Này Hàn Kỳ Ngươi ở đây làm nhiều điều quấy ác Việc đó là không nên đâu nhá nên nghe lời khuyên của ta hãy bỏ nơi đây đi đi này quận mã ông đừng có xía vô chuyện người làm chi ông đến đây làm việc đó là lời yêu cầu của bạn bè còn tôi tôi cũng có lời yêu cầu của bạn bè để đi bắt tế điên báo cừu đấy Ta khuyên ngươi là vì lòng tốt, còn ngươi nếu không nghe mặc sức tung hoành, tạo ra tội ác bằng trời, thì lành giữ rốt cuộc chịu báo ứng, có điều tới chậm hoặc mau thôi. Đã có tội với trời thì không cầu đảo được nữa, trời làm oan nghiệt có thể tránh được, tự mình gây oan nghiệt là hết phương sống còn. Tế Điên Thiền Sư là một vị cào tàng đắc đạo, ngươi đi đối địch với ngài chỉ có chuốc họa vào thân mà lại còn mang tiếng trò mà sự già nữa. Tả nói cho ông biết, ông đừng có khua mồi mua lưỡi, tôi nể mặt sư phó mới thả kìm phòng hỏa thượng ra đó ạ Còn về phần ông, tôi đâu có quen biết ông, bộ ông tưởng tôi sợ ông lắm sao, tôi nể nàng ông nhiều lắm rồi đó nha. Nếu mà ông nói một hồi nữa là tôi phải lấy tử mẫu ông hồn điều trói ông lại đừng có trách. Thạch Thành Thụy nghe nói đùng đùng nổi giận thét lớn, Hàn Kỳ, người thật là không biết điều, ta đến bắt ngươi đây. Nói xong rút kiếm tới, Hàn Kỳ lật đật lấy tử mẫu âm hồn điều ra, lâm dâm niệm chú. Sợi tử mẫu âm hồn điều này là do hai khí âm dương chạy khắp, luyện thành tả đạo tiên thiên số. Là Hán Kim Tiên cũng bị trói tuốt. Thạch Thành Thụy thấy tử mẫu âm hồn điều bay về phía mình, kìm quàng trói lọi mới nghĩ thầm. Mình mà bị nó trói thì chắc là tiêu đời rồi. Trong lúc nguy cấp, Thạch Thành Thụy nhớ lời dặn của Ngân Bình tiểu thơ thì điều cho chiếc khăn lụa. Gặp lúc nguy cấp, nhắm mắt lại, rũ khăn lụa ra, bước tới một bước thì sẽ về núi ẩn mà ngay. Nhớ lại Thạch Thành Thụy lật đật thỏ tay vào túi, rút khăn lụa ra, nhắm mắt rũ lại ngay. Hàn Kỳ thấy trước mặt mình một vầng sáng lóe, Thạch Thành Thụy không còn thấy đầu nữa và tưởng mẫu âm hồn điểu rời ngay xuống đất. Hàn Kỳ nói, có vậy thôi hả? À? Thôi rồi, thôi rồi, ông ta đã chạy mất. Kể ra thì, ông ta cũng có tài năng đáng kể lắm nè. Ông ta cũng trốn đi cũng tiện, nếu mà mình bắt được thì cũng không thể nào giết ông ta. Vì ông ta là rẻ của sư phó mà, tôi đâu có thể làm nhục ông ta được. Mọi người nói, thôi, chúng ta trở về đi. Thiệu Hoa Phong nói, tôi nghĩ Kim Phong Hòa Thượng chạy đi thế nào cũng đưa tin cho Tế Điền. Đại khái là sớm muộn gì Tế Điền cũng sẽ tới. Han Khi cười hà hà nói, kiểu này cái anh yên tâm, chúng ta đợi tới điên bá ngày. Nếu mà hắn tới thì tôi sẽ bắt hắn. Nếu mà hắn không tới thì mình sẽ cáo nhau đi tìm hắn. Tôi nói thế nào thì làm được thế ấy mà để cho các vị biết tài bắt người ấy của tôi. Đang nói tới đó thì ở ngoài cửa núi vọng vào tiếng vô lượng phật thật lớn. Mọi người nhìn kỹ thấy người mới đến là một vị đạo sĩ hoàng quán thuộc huyền môn đạo giáo đầu đội mũ cửu lương bằng đoạn màu xanh mình mặc áo đạo bằng đoạn màu lam tề lộ viền cổ màu xanh lưng buộc dây tơ màu vàng nhạt mày nhỏ mắt tròn bà tròm dâu đen phất phơ trước ngực tay cầm phất tiêu hồng màng bửu kiếm. vị đạo sĩ mới đến không ai khác mà chính là lãng du tiên trưởng lý diệu thanh quán chủ của bản quán ông ta qua bạch vân lãnh tìm bạch vân tiên trưởng là dã hạc chân nhân để đánh cờ hôm nay mới trở về thiệu hoa phong vừa thấy liền nói lý đạo huynh lầu này ít gặp chúng tôi ở đây quấy dày mấy ngày rồi mà đạo huynh vẫn chưa về nhà lý diệu thanh nói Ê, hiền đệ nói chi những lời như thế miếu của ta cũng như miếu của hiền đệ cần gì phải nói tới hài chữ quấy dày mọi người cùng bước tới già mắt thiệu hoa phong nói Tôi xin nói thật cho Đạo huynh biết, từ vân quán của tôi đã bị sung vào cửa quan rồi. Bây giờ tôi thành kẻ có nhà không khó đến, có nước này khó về. Sao vậy? Lý Diệu Thành hỏi. Chỉ vì tôi xài người đi lấy trộm thai nhi và tử hà sa, bị phạm án ở huyện Giang Âm. có cái tên hỏa thượng tên là Tế Điên vô cới cứ đối địch lại với tôi. Tôi đến đây mời đạo huynh giúp tôi một tay, đại phán phú thương châu, tự lập nên thương châu vương, bắt lấy tế điên hỏa thượng để trả thù rửa hận. Chào ơi, không dễ dàng gì đâu. Tôi nghe nói tế điên hỏa thượng thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên. Các vị lão đạo có vài vế nổi tiếng của tam thanh giáo chúng ta đều bị ông ấy chế phục cả. Có điều là ông ấy không tìm kiếm người tốt, những người ác thì làm chuyện xài quấy thì ông ta mới tìm tới cái gì gọi là người tốt gửi xấu chứ tôi mời hai vị đồ đệ của bát ma tổ sư già ở thánh giáo đường trên vạn hoa sơn đến không bắt tế điền là không được để cho tê thiền hạ biết là tam thanh giáo của chúng ta không phải không có người tài giỏi cũng là để nở mày nở mặt cho tam thanh giáo các vị không ở trong miếu mà ở cả ngoài này là sao À, vừa rồi có sứ giả của Tế Điên là Kim Phong Hòa Thượng và Mã Đạo Huyền đến đây đối địch với chúng tôi. Tướng đâu Kim Phong Hòa Thượng là một vị là hán, ngờ đâu thì hắn là một con kỳ đả lớn, bị Hàn Hiền Đệ đây dùng tử mẫu âm hồn điều bắt trói. Hiện lại nguyên hình, chúng tôi định đem hắn đi giết. May mà có rẻ của ma sư già đến xin, chúng tôi mới thá cho hắn đi đó. Thế à, tôi nghe nói Tế Điên ghê gớm lắm mà chưa thấy mặt. Hàn Kỳ nói, chừng nào bắt được tế điên cho đạo hữu thấy mặt. Vừa nói tới đó, ở phía chính nam có tiếng hét lớn. Hãy cho cái bọn đạo sĩ lộn xong này, có hỏa thượng ta đến đây, bọn bay có bao nhiêu núi đau vạc dầu, cứ dở ra xem nào. Mọi người nhìn theo tiếng nói, thấy người mới đến là một ông hỏa thượng kiếp. La hán ra đã bịt kín kim quang rồi, say rượu khủng khủng, bước thấp bước cao, loạn cạn cửa tư cửa núi đi vào thiệu hoa phong nói hàn hiền đệ chú xem tế điên tăng đi tới rồi đó nếu mà không có hai chú ở đây thì nãy giờ bọn ta co giò chạy mất rồi ông ta lợi hại vô song đấy hàn kỳ cười ha hạ nói hà, 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 tôi đi bắt hắn đây lãng du tiên trưởng lý diệu thanh thấy tế điên trí là một kẻ Phàm phu tầm thường bên hỏi thiệu đại ca hắn có phải là tế điên không chính hắn đó thiệu hòa phong đáp xá gì cái tên thầy chùa ăn may này cần gì đến các vị phải bắt hắn tôi không phải nói phét nha, chứ khói cần các vị. Tôi chỉ ra tí thuật mọn là tóm hắn được ngay, không tốn chút sức nào ấy, dễ như trở bàn tay, để cho các vị thấy pháp lực của tôi thế nào. Thiệu Hoa Phong nói, Lý Đại Ca có thể bắt được hắn thì hay biết mấy. Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thành chính mình cũng là người lớn mật tài cao. Biết rằng một số phép thuật lập tức bước tới trước, thò tay vào bửu kiếm điểm điểm hỏi, Cả mới đến à, có phải là tế điên tăng không? Phải đó, chính là ta đây. Ông định làm gì ta nào? <laughs> ta nghe ông vô cớ hiếp đắt người của tàm thành giáo, đối địch với bọn ta. Hôm nay ta thứ cho ông biết bao nhiêu tài năng cho biết nhé. Ông có biết sơn nhân ta là ai không? Ta biết ông là đạo sĩ lộn sòng, ông họ gì, tên gì nhỉ? Sơn nhân đây, họ Lý, tên là Diệu Thanh, đạo hiệu là lãng du tiên trưởng ta chính là quán chủ của tàng chân nổ đấy sơn nhân ta biết việc năm trăm năm trước năm trăm năm sau khéo hiểu quá khứ vị lai giành việc hú gió kêu bầy giải đậu thanh binh rồi núi lấp biển ngũ hành biến hóa cũng có tai rơi đổi tinh tú phép bắt quỷ thần ngược mặt rõ thiên văn cúi xuống rảnh địa lý bàn gió mây quán khí sắc bày binh bố trận dụ địch bài phục thấy đều thông nếu mà ông biết ta lợi hại thì hãy nhận tội chịu thua. Quỷ xuống dập đầu lại sơn nhân ta bà tiếng tổ sư ra. Sơn nhân là người xuất gia lấy từ bi làm cửa, thiện niệm làm đầu, dành một chút hiếu sinh thà cho khỏi chết. Nếu ông không nghe theo lời ta, ta sẽ bắt ông tức khắc. Chừng đó ăn năn thì muộn đấy nhá. Tế thiên cười hả hả nói, hãy cho đổ nhiệt xúc. Mi đừng hòng nói những lời lếu lao như thế. Đại khái là mì chưa biết lái lịch của hòa thượng ta giả xảo mà. Hôm nay mì có quỳ lại trước hòa thượng ta kêu bà tiếng tổ tông ra, ta cũng chẳng tha cho mì nữa là. Lý rượu Thành nghe mấy câu đó, khí uất lên đến tận cổ, thò tay vào bọc rút ra một món bửu bối tên là đả tiền truyền, thấy lên miệng niệm lầm rầm cục đá này có thể lớn nhỏ đang ở giữa lưng chừng núi giống như thái sơn nhắm ngay đầu tế điền ập xuống Tê Điền cười. cười, miệng niệm lục tự chân ngôn, án mà nỉ bát mề hồng, án sạc lệnh hích, tức thì đã tiên truyền hiện ra một đạo hào quang rớt ngay xuống. Tế điên nói, thứ này là bửu bối của ông hả? Xài không được đâu, hỏa thượng lão nhân già đâu có sợ nó, ông có thứ nào khá hơn không? Lý dụ thành nghe vậy tức tràn hồng nói, thấy cho tế điền tặng, dám phá pháp thuật của ta hứ, coi ta bắt mi đây. Nói rồi rút khốn tiên sách từ trong bọc ra, thấy lên không, miệng niệm thần chú. Sợi dây thèo gió dài ra nhắm ngay Tế Điền quẳng đến. Tế Điền lấy tài trí một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn. Khốn tiên sách rớt ngay xuống đất, không khói làm cho Lý Diệu Thành đang đờ ra vì ngạc nhiên. Đứng một bên, thần thuật sĩ Hàn Kỳ mỉm cười nói, Tế Điền Tăng, tuy là kẻ phàm phu tục tử nhưng mà cũng có chút lai lịch đấy. Các ông không bắt được hắn ta đâu. Nói xong, thò tay rút ra tử mẫu âm hồn điểu bước tới nói: "Lý Đào huynh, hãy tránh ra đi." Lập tức Lý Diệu Thanh bước tránh qua một bên, Hàn Kỷ nói: "Tế Điên, đây là mi tự tìm lấy cái chết nhá, đừng trách ta bắt mi nhá." Nói xong, thấy tử mẫu âm hồn điểu lên miệng niệm thần chú. Hết chương thứ 209.